Ảnh hưởng mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu khiến cuộc sống của người dân điêu đứng, nhiều người mất việc làm. Nhận ra điều ấy, những đầu bếp chuyên nghiệp ở Bangkok, Thái Lan đã nghĩ ra một chương trình rất tuyệt vời, vừa tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người, vừa giúp đỡ những người có thu nhập thấp. Trong vòng 10 ngày, những đầu bếp này ở thủ đô Bangkok, Thái Lan nấu gần 40.000 suất cơm hộp cho những người dân bị dịch COVID-19 ảnh hưởng. Tổ chức từ thiện địa phương Chef Hux đã thuê 200 đầu bếp và hàng chục tài xế taxi, trong đó có nhiều người có thu nhập rất thấp làm việc cho dự án đặc biệt này. Một số đầu bếp của các nhà hàng nổi tiếng trong thành phố cũng tham gia chương trình. Tôi ở đây vì tôi là đầu bếp và giờ tôi không có việc gì cả. Tôi gặp rắc rối nhưng tôi biết có những người còn tệ hơn rất nhiều nên tôi muốn làm việc này vì họ. Toàn bộ mục tiêu mà chúng tôi đang làm ở đây, chúng tôi gọi là trách nhiệm xã hội của đầu bếp. Chúng tôi đang tập hợp tất cả những nguồn lực mà chúng tôi có để giúp đỡ ngành công nghiệp thực phẩm, các đầu bếp hay thậm chí là bất kỳ ai làm việc trong ngành này, giúp họ có thu nhập tạm thời. Tất cả các đầu bếp tham gia dự án được nhận 400 baht, tương đương 12 đô la Mỹ một ngày, còn các tài xế taxi nhận 300 baht, tương đương 9 đô la Mỹ cho công việc vận chuyển đồ ăn đến 50 cộng đồng thu nhập thấp trên khắp thủ đô Bangkok. Mỗi ngày họ làm được gần 4.000 suất ăn. Tôi không chỉ vui vì được làm một phần của chương trình mà tôi còn kiếm được ra tiền giúp đỡ gia đình. Trong cộng đồng này có khoảng 240 gia đình. Do sự bùng phát của dịch COVID-19, mọi người ở đây không thể kiếm được tiền và họ chỉ có chi phí hàng ngày. Họ không nhận được nhiều hỗ trợ, nên đồ ăn này ít nhất cũng giúp được họ một chút.